Hello, lại là mình đây, Khi đây. Chào mừng các bạn đến với live stream của mình. Hôm nay mình sẽ chơi Limon Điện Thoại. Cùng với lại là mình sẽ chơi một mình thôi, không ai cùng cả. Nếu các bạn thấy video lỗi live stream hay thì hãy cho mình một like, một subscribe kênh mình. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Cố gắng lên được kim trước mắt là vậy, kim tự nhiên là kim cương. Dạ nó không nghĩ mình thật thiệt nhưng mà ghê lần này lại tắt hồn gì đấy. Let's get in the fight. Thật sự lâu rồi chưa ai cũng combo được có từ không nào. Game này cũng là người combo đi top. Siêu đỉnh. Siêu cool. Siêu hoa tan nhau. Tù. Mạch chỉ đốt luôn. Mạch. Anh có hai cái này. Thank you.
cặp đôi thôi. Không đi vào. Cái này. Ừ, cho em nghĩ cho một số bạn. Bên đi rất tốt. Đó là cái mình băng trụng khó. Ok, kèo đi tiếp chắc. Rumble, top. Nha mọi người. Rumble đi top với lại là Jin nè, chắc là Jin. Thì đây là chắc rồi. Set sights on the sky. Sao không có lần này? Đi với lại là con chuyên gia. Một e lên đắt rồi. Vandal City. An enemy has been slain. Đấy, cũng không có challenge collection.
cứu nước âm này ra được không? Mình nghĩ chắc mình sẽ lấy cái đồng hồ trước luôn. The fire in a Yordle's heart never burns out. I've done about six impossible things today. So far. You have slain an enemy. I don't know how to be afraid. Hyper Flame Spitter. Bravery shield. Just who do you think I am? Flames of Fury! An ally has been slain. My man, what a bitch. Shut down. Hyper Flame Spitter! Courageous Giga Guard! Shut down.
Never burns out. What are you doing? Let's launch over it! Things today. So far. An enemy has been slain. Shut down. Rising your old Phoenix fire. Dominating. Killing spree. Galactic hyper barrier. Slow.
has been slain. Triple kill. Just who do you think I am? Phải liền, phải liền. Á, anh mình bổ chiến quá. Reality bending dramatic entrance. Face melter. This one's for Vandal City. You have been slain. Oh, I'm not gonna have a bar. Cái kênh là không phải là không chịu nha. Chứ em chưa thử ra. À em, cái đó em có tải rồi, để thử lại. Còn cái này là tải rút rồi, mấy quen. Ok. Courageous Giga Guard. Spinning Flames of Fury. Over it.
things today. Guard. Fire!
his bravery shield. He has been slain. Spinning flames of fury. An enemy is legendary. Không biết làm gì nữa giờ bây giờ bạn. Thì chỉ như vậy thôi đó, không được thì chịu thôi. Không làm được gì được cả. Nhưng mà còn một bộ hơi kém thì chơi tiếp. Các bạn coi video của mình ngày này tôi nói coi có cái gì nữa, công nghệ gì đâu mà. Impure fools. Đây có gì đây.
ไหนlại cái mới kia nha. Ủa, làm sao? Tự mình ẩu với ta không tự nhiên mất cái còn lát gì ta
been slain. Oh. Nó biết luôn rồi đó. Mình bật cái em lên cho con thân. Em cầm nó vô rồi, trắng nghe. Nó bật tự nhiên mình vừa trắng cái em. Thì mình tự hỏi là cái này bán cái này đi. Lát lên. Sao đánh cũng mới được hai mạng lấy kẹt quá luôn. Mà có cảm giác là nó mất cầm nữa lên. Tác ơi cũng còn dơi.
mạnh quá quá trời, khó chịu quá. Bồ Tát ơi, an ally has been slain. Let me at him. Has been slain. Ready for battle. Shut down. Enemy double kill. An ally has been slain. Ôi đi con mẹ nó mạnh. Tức nhảy vô bã nó mình đánh được. Nhưng lượng người chơi thì ai cũng biết đâu rồi.
Âu được ốc kịp. Cái đéo gì này? Âu ốc kịp không? Không bán một lần nữa. Thôi không chờ ra đâu, chúng ta chơi đi. Mình muốn làm. Anh đây làm xong mấy cái phần chơi được. Mà nó cần phải làm để đọc cái chân tốt trước vậy. Bring it on. Tầm thôi, tầm vội vàng. Mình nói chung thì họ có thể ok. Đang bị kịp. Anh biết Trung Quốc rồi. Biết tập tập à. Đấy. Bây giờ nhẹ nhàng thôi, mình kêu né ngủ. Nếu không góp ra thì mọi thứ mình sẽ làm được hết. Không biết được rồi, không biết. Nhìn ra thì nhìn ra. Mình mà có ai lắm luôn. Thiệt. Đấy chứ. Đấy chứ rồi. Killing spree. Surprise!
Your inhibitor has been destroyed. Mẹ nhưng mà bị điên rồi. Biết làm bây giờ không? Bảy ký. Nhiều quá. Cảm ơn tất cả anh em đã xem buổi live stream này của mình. Hẹn gặp lại anh em vào một ngày không xa và buổi live stream tiếp. Nếu cảm thấy buổi live stream hay thì cho mình xin một like, một subscribe kênh của mình để cho mình làm động lực nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt.